Gặp đứa em giả nai rồi biết tay chị. Mẹ ơi, con mua bánh về rồi. À, chị đã về. Sao thế? Sao em phải làm vậy? Con không biết. Chị có cần gì không? Em lấy cho. Chắc chắn là mày bắt nạt em để nó sợ đúng không? Không có đâu mẹ. Lý do con thương chị mà. Xong, chị cho em kẹo nhé. Nếu em không làm vậy thì mày không cho em kẹo phải không? Đưa em tát. Ơ mẹ. Nè, đồ giả này đáng ghét. Lệ.